Mọi người ơi, đây là gành đá đĩa Phú Yên nhá. Đẹp lắm. Thank đẹp không? Thì đã lên trên kia, cao trên kia, quay. Ôi đẹp lắm. Đây, lên má, lên lên này, đừng lên, lên má. Nãy lấy cái view ở trên nhỉ, anh kia này. Kia này. Nãy lấy cái view này trên nhỉ. Anh phải đứng chỗ này cơ. Đấy là anh đứng ở đây. Xuống ở đâu? Cái gì? Cái kiểu à. Đó, xoay xoay vào hình dây đúng không? Ừ. Đó. Đúng rồi, xoay đi, xoay đi. Khứng dưới. Rồi. Lấp nước gành này đi. Phải bỏ gành đá. Đây thì phải quay này. Đây là bằng video. Đấy, vào ảnh ấy. Đây, quay này. Nó mới vào gành đá. Đấy, đấy. Anh lại quay quá rồi.
Đấy, được rồi, ảnh mặt em vào đi. Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, rồi. Đẹp mà nắng thật. Nắng lắm. Nhưng mà hy sinh. Hy sinh làn da châu Phi để à, anh chụp cho em kiểu này đi. Từ nha. Quay mặt đây. Giờ phải tầm nữa quay mặt. Cảnh sương rồng trên cát. Chắc bọn kia nó về rồi anh ạ. Nhưng mà cũng hết rồi. Ừ, hết rồi thôi, về thôi. Đi, ra chỗ kia đi. Chỗ kia xong rồi là cũng lên. Xong rồi đi đường đi lên. Đi đường đi lên đúng không? Nó có hai đường này. Thôi thôi, hôm qua bà mua một cây kiến được thôi hả bác? Không có mua bất cứ cái gì nữa. Không thôi, mẹ đi có rồi thôi. Nhưng mua cho đi ăn nhít thôi. Ăn nhít anh ốc đi. Để đi về chỗ kia mua. Nha, không thôi, đi kiếm đi. Đi, đi. Hôm nay là đúng đắn cái mặc quần này nãy nãy mà một quần bò là đây. Khả năng là anh đưa em cái áo ấy. Em mặc quần bò là nó không chụp ở cái cảnh ở chỗ anh nhá. Quần này giờ mát. Ra cổng ấy rồi giờ mát thì cho nó mát mà. Trời. Đi bò. Lắng lắm. Từ hôm đi đến giờ hôm nay là lắng nhất. Ừ, bác bá hành trình dài lắm. Hôm nay mới được là 5 ngày. Dự trù là 1 tháng cơ. Đi hết chiều dài đất nước nhá. Bây giờ ở đây xong rồi vào Nha Trang đây. Thôi nhá mọi người ơi, tạm biệt mọi người nhá. Để bác đi chỗ nào đẹp bác lại view nhá.